trên đà vươn mình để hòa điệu một dòng chảy cuồn cuộn của nền kinh tế thế giới. Vì vậy chúng ta đang rất cần những nhà kinh doanh chiến lược tài ba để giúp nước ngày một xa hơn. Và đó là lực lượng doanh nhân thành đạt mà mình luôn luôn khao khát được trở thành những mình còn bé. Và mình của hiện tại đã là sinh viên của khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mình đã sẵn sàng để trở thành nhà quản trị để có thể cống hiến cho đất nước và vươn ra khỏi nhà quản trị quốc tế. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tấn Hoàng. Và mình là Hoàng Phúc. Tụi mình là sinh viên năm nhất của khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và mọi người có biết quản trị kinh doanh là gì không? Thì quản trị kinh doanh chính là việc thực hiện cái hành vi quản trị quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp để duy trì và phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp đó. Tụi mình sẽ tạo ra một hệ thống, quy trình để tối đa hóa hiệu suất của công việc. Và việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào quá trình tư duy và đưa ra quyết định của một nhà quản lý. Nghe thì có vẻ hơi vĩ mô đúng không Hoàng? Đúng rồi á. Nhưng mà nói đơn giản á, thì tại khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Tôn Đức Thắng, chúng ta sẽ được học các môn như là quản trị học nè, quản lý dự án, kỹ năng thuyết trình, đàm phán thương lượng và rất rất nhiều các môn chuyên ngành khác. Và đặc biệt nha, nó đều có một điểm chung, đó chính là sự kết hợp giữa lý thuyết và các ví dụ thực tế để cho sinh viên chúng mình có thể hiểu rõ hơn về ngành học cũng như có thể định hướng tương lai, và các bạn còn có thể ứng dụng nó vào thực tiễn một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Về cụ thể thì trường mình có 4 ngành học. Xin chào các bạn, tụi mình đang học chuyên ngành kinh doanh quốc tế khoa quản trị kinh doanh của Đại học Tôn Đức Thắng. Tại TTU các bạn sẽ được cung cấp các kiến thức chung về quản trị kinh doanh, các kiến thức chuyên môn về thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như là các môn như thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, logistics, các môn học nghiệp vụ được thiết kế với mang tính thực tiễn và nghiên cứu cao, nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ Hiệp hội Giao nhận Quốc tế, ở Viện Nghiên cứu và Logistics Quốc tế. Mình là sinh viên thuộc ngành Marketing thuộc khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chúng ta sẽ được học những môn chuyên ngành như là môn Marketing dịch vụ, nghiên cứu Marketing, và có những cái môn như là thực hành chuyên môn thì chúng ta sẽ được học thực hành chuyên môn là tổ chức sự kiện hoặc là lên kế hoạch bán hàng. Mình là sinh viên chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn. Với ngành quản trị nhà hàng khách sạn của trường Đại học Tôn Đức Thắng, các bạn sẽ được học song song lý thuyết và thực hành ở các môn nghiệp vụ như nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ ẩm thực và nghiệp vụ lễ tân tại các phòng thực hành chuyên biệt. Và đồng thời sau khi đã học xong các môn nghiệp vụ thì các bạn sẽ được học tới các môn quản trị chuyên ngành như là quản trị MICE, quản trị resort và khu vui chơi giải trí. Chúng mình là sinh viên khoa quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực. Trong khoa quản trị kinh doanh nói chung và ngành quản trị nguồn nhân lực nói riêng, các bạn sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu những môn chuyên ngành giúp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một doanh nghiệp. Ví dụ như năm nhất các bạn sẽ được học môn chuyên đề định hướng nghề nghiệp ngành quản trị nguồn nhân lực, thì tới năm 2, năm 3 các bạn sẽ được tìm hiểu các môn như hoạch định và tuyển chọn nguồn nhân lực, luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động, quan hệ lao động. Và tất cả sẽ cung cấp cho các bạn một cái fact khá là thú vị về khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đó chính là khoa quản trị kinh doanh là khoa có số lượng sinh viên đông đảo nhất của trường. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp sinh viên của khoa ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường. Vì là thị trường thì không ngừng mở rộng và thị hiếu thì không ngừng thay đổi, nên là sinh viên khoa quản trị kinh doanh chúng mình luôn luôn phải học hỏi những điều mới. Chuyên nghiệp, kiên trì, linh hoạt, cầu tiến, kỹ năng lãnh đạo, năng động và nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo, tư duy, và đặc biệt là chúng ta cần phải trau dồi kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm nhé. Thì các bạn có thể chưa biết, ngoài những hoạt động ra, các bạn có thể tham gia để đánh giá một danh hiệu, đó là danh hiệu sinh viên năm tốt. Thì trước khi bước ra khỏi quãng đường đại học, các bạn nên có một danh hiệu để đánh dấu cùng cho bản thân mình cũng như đánh dấu cho nhà tuyển dụng bạn là một người đáng để được chọn lựa. Thì danh hiệu sinh viên năm tốt sẽ giúp cho bạn làm điều đó. Các kỹ năng như là kỹ năng lãnh đạo hay kỹ năng đàm phán thương lượng, các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, các kỹ năng quản lý thời gian, thì đây cũng là những cái kỹ năng để bạn trở thành một nhà quản trị cũng như là một nhà lãnh đạo trong tương lai. Thì đến với khoa quản trị kinh doanh bạn sẽ làm được điều đó. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như hoạt động BA Trend Tour, đây là hoạt động chào đón tân sinh viên lớn nhất năm của khoa quản trị kinh doanh, hay là các mini challenge hàng tháng như là lời nhắn gửi yêu thương, kỷ niệm 111 năm ngày quốc tế phụ nữ cùng các hoạt động tình nguyện khác của khoa. Ngoài ra, khoa còn tổ chức các buổi workshop với doanh nghiệp giúp sinh viên tìm hiểu thêm về thị trường
và các tiêu chí tuyển chọn của các nhà tuyển dụng. Khoa quản trị kinh doanh còn có các câu lạc bộ chuyên ngành như câu lạc bộ BAC International Business, bộ BAC Marketing, câu lạc bộ BAC Human Resources Management, câu lạc bộ học thuật chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn BAC Hospitality, giúp ích rất nhiều cho trải nghiệm của mình. Những cuộc thi học thuật mang tính quốc tế, những trải nghiệm thực hành tại trường và doanh nghiệp, chương trình liên kết và trao đổi thực tập quốc tế. Và còn rất nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi bạn ở khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Người cha của ngành quản trị hiện đại Peter Ferdinand Drucker đã từng nói: Management is doing things right. Leadership is doing the right things. Hãy bắt đầu một hành trình mới bằng việc đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của chính mình các bạn nhé.